Alo, chào tất cả các bạn. Đợi cha một tí xíu nhá. Cha cần phải share cái này qua bên kia. Làm sao cha share cái này? Các bạn đợi cha một tí xíu nhá. Đang live chương trình Sống Đạo trên channel Cha Thông. Ok, mời các bạn vào xem. Vào xem và phần 2, phần 3 chứ quên lỗi, phần 3 đề tài tần số tình yêu. Rồi, kính chào các bạn. Kính chào các bạn. Ta lên mục Martino Nguyễn Ba Thông, giáo xứ San Boniface, giáo phận Savannah, tiểu bang Georgia, tại Hoa Kỳ. Hôm nay chúng ta đổi qua live vào thứ sáu hàng tuần thay vì thứ bảy. Tí xíu nữa cuối chương trình tôi sẽ có một cái cuộc phỏng survey nhỏ nhỏ là các bạn muốn tới làm tối thứ bảy ở bên Mỹ, có nghĩa là sáng chủ nhật ở Việt Nam, hay là tối thứ sáu bên Mỹ và sáng thứ bảy ở Việt Nam, thì tí xíu chúng ta sẽ trả lời. Hôm nay tôi bệnh sốt rồi ho rồi hắt xì, cho nên nếu có như vậy trong lúc giảng hoặc chia sẻ các bạn thông cảm. Chúng ta bắt đầu với chương trình, phần của chương trình Sống Đạo hàng tuần. Nhân nhân cha và con và thánh thần, amen. Lạy Chúa, cảm ơn Chúa cho chúng con đến với nhau hôm nay. Tạ ơn Chúa cho chúng con gặp được Chúa, gặp được nhau, học về Chúa, hiểu về Chúa, để yêu mến Chúa hơn. Và đó là mục đích của cuộc đời của chúng con ngày hôm nay, là tìm Chúa, gặp Chúa, yêu Chúa, để rồi cuối cùng chúng con được trở về với Chúa là Đấng đã tạo dựng lên mỗi người chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Ok, để tôi thử coi, tôi dùng cái này coi. Trực tiếp ngay mặt luôn cái được không? Đã vậy khá hơn. Đúng rồi. Rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Phần thứ nhất của chương trình Sống Đạo tối hôm nay sẽ là như tôi bình thường là bài chia sẻ lời Chúa cho ngày Chủ nhật sắp tới. Từ tí nữa tôi sẽ chia sẻ, nhưng tôi muốn đố các bạn bài tin mừng hôm nay. Nếu các bạn đã đọc thì có một anh chàng, một nhà luật pha luật luật sĩ đến gặp Chúa Giêsu, hỏi con phải làm gì để được ơn cứu độ đời đời. Thì Chúa Giêsu hỏi con đã đọc thế nào, thì anh ta nói là con hãy yêu mến Thiên Chúa hết linh hồn, hết thân người, hết ngày của con. Và Chúa nói với anh ta là con đã trả lời đúng, vậy con hãy đi và làm như vậy. Nhưng anh ta hỏi là lạy Chúa, vậy thì ai ai chính là người, ai là người người hàng xóm của tôi? Thì Chúa Giêsu mới kể một dụ ngôn. Có một người từ Jerusalem xuống Jericho và rơi vào bay bọn cướp. Chúng ta cướp của rồi đại khái đánh anh ta nửa sống nửa chết và bỏ bên vệ đường. Có một tư tế đi ngang qua trông thấy nạn nhân, ông liền đi qua phía bên kia đường. Tiếng Việt chỉ dùng đi qua, nhưng mà không đúng, dùng chữ đi qua đây. Tiếng Mỹ nó dùng là on the other side of the road, có nghĩa là ông đang đi ở đường bên này, ông ta thấy và ông ta qua cái lề đường bên kia để ông đi tiếp. Và cũng vậy, một trợ tế đi đến đó trông thấy nạn nhân cũng đi qua, rồi cũng y như vậy. Và cuối cùng là một người xứ Samarita, một tư tế và trợ tế. Có thể các bạn đọc như vậy thì các bạn cũng hiểu tiếng Việt như thế nào. Thì tiếng Anh họ ghi là người thứ nhất là một người Levite, một người thứ nhất là một priest, tức là một một người để một một tư tế, và thứ hai là một người Levite. Tôi đố các bạn biết, theo cái nhìn của các bạn hay là theo một cái truyền thống, nếu chúng ta học về lịch sử thì chúng ta phải hiểu về truyền thống của giáo hội Công giáo, là tôi đố các bạn biết tại sao người tư tế đó và người Levite đó, there's a priest and the Levite go on the other road and keep going, tức là qua bên kia đường và đi thẳng và không có dừng lại để cưa để ấy. Cái này là một câu đố vui, nhưng mà nó sẽ giúp các bạn hiểu được rất là nhiều tại sao những cái lý do mà người ta làm. Cho nên xin các bạn vô đây đừng chào tôi. Tôi không cần các bạn chào tôi. Tập trung vô cái vấn đề mà chúng ta đang nói nhá. Đừng có chào, cứ xin chào cha, cha khỏe không hay này nọ thêm mệt lắm. Đừng đừng có hỏi. Tôi xin con đừng chào cha nhá. Rồi.
Đó là câu đố của tôi. Tôi đố các bạn, theo cái nhìn của các bạn thì tại sao là vị tư tế và người Levi đi qua bên kia đường và tiếp tục đi? Nhưng mà chúng ta sẽ trở về cái đó sau. Nói về cái người một người thông luật này, ngày hôm nay gọi, có thể chúng ta gọi là anh ta là một nhà thần học gia đấy. Một người thông luật đến gặp Chúa. Anh này thông minh đáo để. Các bạn, anh này thông minh thuộc dạng đáo để. Thông minh như cha Nhuệ, còn hơn, có thể là còn hơn cha Nhuệ nữa. Chúng ta biết là cha Nhuệ là một linh mục dòng Francisco, đi qua Nga, xong rồi trốn từ Nga qua Ba Lan, từ Ba Lan và đến Ý. Tu dòng Francisco và người Việt Nam đầu tiên được, cái này là được bầu lên làm một viện trưởng viện thần học, một trong những trường viện thần học lớn nhất ở Roma. Chúng ta chúc mừng ngài, và chúng ta, tôi đã may mắn được gặp ngài mấy lần khi đi hành hương. Tạ ơn Chúa có những người như thế. Cha Nhuệ nhá, người đó rất là thông minh, có thể là gọi là một thần học gia. Anh ta đến gặp Chúa Giêsu và hỏi lại: thầy, con phải làm gì để có sự sống đời đời? Chắc ngày hôm nay các bạn cũng muốn hỏi câu đó lắm. Rất là nhiều bạn email cho tôi: thế cha, làm sao để con dạy con cái con nó tốt? Làm như là tôi có câu trả lời cho tất cả. Các bạn là bố mẹ mà đi hỏi tôi. Cha cho con vài bí quyết để dạy con cái cho nó tốt. Cho nên chúng ta, chắc cái câu hỏi này nó không phải chỉ dành cho tôi, cho các bạn mà ai chúng ta cũng muốn hỏi. Không phải chỉ có nhà thông thái này hỏi. Là lại thầy, con phải làm gì để được sống đời đời? Chúa Giêsu cũng khó lắm. Ngài biết là ông này thông thái, cho nên Chúa mới hỏi là con đọc sao? How do you read? Không phải là con biết cái gì, con đọc cái gì, con đọc cái gì. Đó là cái rất là hay. Chúa hỏi là con đọc như thế nào? Để tôi coi tiếng Việt coi họ ghi là gì. Chúa Giêsu trả lời ông phải làm gì trong lề luật? Chúa Giêsu hỏi trong lề luật đã chép như thế nào? Có nghĩa là con đọc ở trong lề luật như thế nào? Cái đó là một cái rất là hay. Người Việt của chúng ta dạo này, tôi trả lời nhiều trên internet thì tôi mới biết là không thích đọc giáo hội dạy cái gì, mà cứ thích theo ý con. Ý con là tốt, nhưng mà con phải đọc ý giáo hội trước khi con ý con, bởi vì ý con mà con không hiểu ý giáo hội nói gì là rất là ghê gớm. Cho nên xin con đừng theo ý con, mà một theo ý cha, thì là ý giáo hội, không phải ý cha thông đâu. Cho nên tôi cũng vậy, khi tôi giảng dạy tôi không thể nói là theo ý cha thông, mà tôi phải nói là theo ý của giáo hội. Mà để đọc, để biết ý giáo hội thì tôi phải đọc. Tôi phải đọc. Cho nên Chúa Giêsu hỏi con đọc coi trong lề luật họ chép như thế nào. Cho nên kỳ này tôi sẽ bắt đầu đưa lên những cái câu hỏi trong người ta hỏi tôi, đưa lên mạng để cho các bạn cùng tìm hỏi, cùng đọc. Và tôi sẽ không trả lời rõ ràng nữa, mà tôi sẽ chỉ cho các bạn những chỗ để các bạn có thể đọc để có câu trả lời. Bởi vì tôi mà trả lời các bạn chỉ thích cái gọn lẹ thì không được. Chúa Giêsu hôm nay Chúa đã dạy chúng ta cái điều đó. Các anh đọc như thế nào, nói cho tôi nghe. How do you read it? Trong lề luật chép như thế nào, con đọc sao? Ông ta đọc, ông này là có đàng hoàng nè. Ông này là đàng hoàng chứ không phải giống như mọi người thích cha. Con không có đọc, con không có giờ đọc. Ông này trả lời: thưa cha, Chúa, trong lề luật chép rõ ràng, ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa hết linh hồn, hết trí khôn, hết thể xác của ngươi, hết rồi nọ. Và điều đó cho chúng ta nhìn thấy là ông này là một người rất là giỏi, bởi vì hai điều đó đã ghi được trong sách lề luật của Do Thái. Đó là sách Deuteronomy là sách đệ nhị luật, và sách Leviticus là sách Levi. Trong sách đệ nhị luật chương 6 câu 5 thì họ ghi rất là rõ ràng là chúng con phải yêu Chúa hết cuộc đời. Love God with all your heart. Tức là trong sách Deuteronomy chapter 6 verse 5, có nghĩa là sách đệ nhị luật chương 6 câu 5 ghi rất là rõ ràng phải yêu Chúa hết lòng. Và sách Leviticus có nghĩa là sách Levi, là câu 10, đoạn 19 câu 18 là love your neighbor, là yêu những người khác như yêu những người hàng xóm của mình. Ông này trả lời: thế Chúa, cái này dễ mà, trời ơi, có gì đâu, con đọc rồi, con không phải giống như mấy thằng kia là không đọc đâu, Chúa đừng có giận, mở con đọc này, con nói Chúa nghe nè. Ok, là hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn ngươi, và hãy thương mến anh em như chính mình ngươi vậy. Chúa Giêsu khen: bravo, con rất là giỏi, con rất là đúng, con đã trả lời rất là đúng, con hãy đi và làm như vậy. Rồi, sau đó, nhưng mà anh ta muốn bào chữa cho mình. Cái câu kinh thánh của Luca ghi rất là rõ, không phải là anh ta không biết, nhưng mà anh ta muốn bào chữa, bởi vì anh ta không muốn làm, anh ta muốn bào chữa, nên anh ta mới thưa Chúa Giêsu: Chúa, nhưng mà ai là anh em của con? Who's my neighbor? Ai là người hàng xóm tốt lành của con? Chúa nghe con nói coi. Đôi lúc tiếng Việt cho nên tôi cứ phải trở lại tiếng Anh để tôi gọi. Tiếng Anh nó hỏi là who is my neighbor? With all your mind, trong tiếng Anh ghi là hãy yêu Chúa hết linh hồn, hết trí khôn, và hãy yêu người hàng xóm như chính mình vậy.
À, tiếng Việt họ dịch là hãy yêu Chúa và hãy yêu mến anh em, người hàng xóm không có nghĩa là anh em, the neighbors không có nghĩa là anh em, bởi vì anh em có thể đây mình đang nói tới bà con rất là dễ hiểu lầm. Tôi không hiểu tại sao tiếng Việt dịch như thế, cho nên tôi cứ phải trở lại tiếng Anh là như thế. Bởi vì cái này neighbors là người hàng xóm, chứ neighbors không phải người anh em. Tuy người Việt Nam mình nói là anh em xa không bằng hàng xóm láng giềng gần, nhưng mà chúng ta dịch như vậy sẽ rất là dễ khó hiểu. Thì anh ta mới trả lời, thưa Chúa, ai là người hàng xóm của con? Who is my neighbors? À, Chúa Giêsu mới kể một dụ ngôn. Dụ ngôn Chúa Giêsu nói là có một người từ Jerusalem xuống Jericho, rơi vào tay bọn cướp, đánh đập, bỏ bên lại đường nửa sống nửa chết. Có một tư tế, một priest đi ngang qua, và sau đó có một Levi đi ngang qua. Hai người đều bỏ qua bên kia đường. Chúng ta nói là tiếng Việt chỉ thế đấy, trông thấy nhạn nhân và cũng đi qua, không phải đi qua, mà tiếng Anh họ dùng cái chữ nào để tôi đọc cho các bạn coi, nếu ai hiểu được tiếng Anh. Pass by on the opposite side, có nghĩa là đang đi bên này đường và thấy cái người bị đánh đập đó đi qua phía bên kia đường và đi qua. Và qua, tức là tránh ra khỏi qua phía bên kia đường. Hồi nãy tôi có đố, bây giờ ai trả lời giùm tôi theo cái nhìn của các bạn. À, lý do tại sao mấy ông Levi và mấy ông thượng tế này đi qua phía bên kia mà đi qua theo các bạn có hiểu không? Đố các bạn. À, cái này một chút xíu về lịch sử. À, tôi không có phải là một nhà lịch sử học, nhưng mà tôi nghĩ tôi đọc kinh thánh thì tôi hay tìm hiểu để có những cái trick để chúng ta trả lời. Cho nên nhiều cha bảo là ồ, tôi bận rộn, tôi không cần phải đi qua, tôi này nọ, cũng có cái lý do của nó đấy. Các bạn nào trả lời giùm tôi coi nào. À, bạn nào trả lời giùm tôi coi lý do tại sao mà các tư tế bỏ qua đi qua phía bên kia. À, lý do please lý do. Để cho coi coi cái này làm sao. Ok, ai cho cha biết lý do. Ok, các bạn có biết lý do không nè? Phân biệt chủng tộc, bạn nói là con ngu quá không biết. Có người bảo bạn là phân biệt chủng tộc là bởi vì người đó không phải là người Do Thái mà người Pharisee. À, xin lỗi, và một cái người nằm bên vệ đường đó là một người Samaritano. Vì phải lên đền thờ làm việc, bạn Toan Trần nói là hai ông phải lên đền thờ làm việc, đúng rồi, tức là sợ trễ giờ đúng không? Ông này là quan trọng lắm, ông tư tế là lên đền thờ để dâng của lễ mà. Ừ. À, họ sợ phiền, bà chị Phụng Thi họ đều sợ phiền. À, ông tư tế quan trọng lắm, các bạn nhớ trong đền thờ của Mỹ. À, xin lỗi, đền thờ của người Do Thái, không phải đền thờ của Mỹ. À, đền thờ của người Do Thái. À, được chia ra làm 7 cái layers, tức là 7 cái lớp. Cái lớp trong cùng là the holy of holy, là nơi thánh của các thánh, là chỉ có những tư tế nào được tiếp viên của mình, dân của lễ mới được ở trong đó thôi. Đó, không muốn làm phiền sợ liên lụy đến mình. Bây giờ tôi sẽ kể cho các bạn nè, đây là một cái lý do rất là chính đáng nè. Có thể là họ nói thôi, nhưng mà đây là một cái rất là chính đáng nè, các bạn nhớ nè. Theo lề luật của người Do Thái. À, theo lề luật của người Do Thái, và cái nó gọi là một phần của lề luật của phục vụ. À, giống như chẳng hạn như tôi đưa ra là Việt Nam mình có cái luật là gì, xin lỗi phải Việt Nam mà giáo hội là ăn giữ chay một mình trước khi giữ chay một mình giữ chay giữ chay một giờ trước khi rước lễ. Đó, với đó là một phần của phục vụ. À, thì cái luật phục vụ của người Do Thái nó gọi là temple ritual, tức là cái luật phục vụ của bàn thờ. Thì chúng ta nhớ là người tư tế và trợ tế, hay là tiếng Anh, tiếng Việt dịch là trợ tế, tiếng Anh nó gọi là Levi, là họ không có được đụng vào những cái thứ nó gọi là impurity, tức là không xứng đáng. Đặc biệt là những gì họ không được phép đụng vào, touch là những cái người chết hoặc là những người bị bệnh hoạn trước khi dâng lễ trên bàn thờ. À, dâng lễ này là tế lễ, là lễ lễ theo cái thời của Do Thái, chứ không phải là đấy. Cho nên lý do này chính đáng rồi nha, các bạn thấy không? Cho nên lý do rất là chính đáng. Nhưng tại sao Chúa Giêsu vẫn không chấp nhận cái lý do đó? Tại sao Chúa Giêsu vẫn không chấp nhận cái lý do đó? Bởi vì cái luật làm ra là để cho giúp con người, chứ không phải để cài buộc con người. Cái vấn đề cứu một con người vẫn cần thiết hơn.
Đó là cái chủ đề của bài giảng của tôi hôm nay. Giống như tôi, dĩ nhiên khi ở bên này, chúng tôi khi tôi nhận được một cú điện thoại của giáo dân mà nói là thưa cha bố con sắp chết hay lại khái này nọ, tôi thường thường tôi hỏi rất là kỹ, là bởi vì nếu thực sự là gần thì tôi phải đi liền. Có những giờ mà một lần, có những lần mà tôi đi mà tôi biết chắc chắn là tôi sẽ trở về thánh lễ trễ giờ lễ, nhưng mà bởi vì tôi biết người đã sắp chết cho nên tôi vẫn phải đi. Mà đối với người Mỹ khi cha làm lễ trễ họ rất bực mình, thì tôi nhắn lại với một cái người ở nhà thờ là tới đúng giờ lễ lên thông báo và xin mọi người đợi. Cha 10-15 phút cha sẽ trở về bởi vì có một người sắp chết cho nên cha cần phải chạy vô nhà thương liền. Mà từ giáo xứ của tôi ở đây tôi chạy vô nhà thương là phải lái xe 1 tiếng đồng hồ. Và đi về nữa là 1 tiếng đồng hồ. Dĩ nhiên là tôi không thể nói là phải đợi 1 tiếng hay 2 tiếng, nhưng mà nếu 15-20 phút tôi sẽ nói giáo dân đợi. Và đã có những giáo dân rất là phàn nàn. Tôi cứ hay nói giỡn là thưa cha, tôi nói giỡn với mọi người là con ơi, khi mà họ chết đó họ không có làm hẹn con ơi, khổ lắm, họ không có hẹn cho nên cha không có xếp giờ trước được. Nhưng điều đó cho chúng ta thấy là cũng có những người rất là khó chịu khi các linh mục vì những lý do rất là rõ ràng đi làm lễ trễ. Và có những người khi tôi lái xe chạy ngược vào nhà thờ thấy họ từ trong parking lot họ lái ra là bởi vì họ nói là cha nói lễ 5 giờ là cha phải làm lễ 5 giờ, 5 giờ 10 không chấp nhận được. Ở đây tôi không bàn tới những chuyện đó. Nhưng cho chúng ta nhìn thấy là Chúa Giêsu đề cao cái vấn đề đó. Đề cao cái vấn đề là yêu mến và giúp đỡ một người khác. Các bạn thân mến, ngày hôm nay các linh mục, đặc biệt là các linh mục ở Việt Nam, các bạn đôi lúc hay phàn nàn các cha Việt Nam là không có giờ, không có đủ mọi thứ hết. Nhưng mà thực sự tôi thấy tội các cha Việt Nam. Ngay cả các cha ở Mỹ cũng vậy, ở bên vùng Cali. Tôi thấy khổ, những xứ địa phận nào lớn là khổ, địa phận tôi rất lớn về đất nhưng mà người thì thưa và người công giáo thì ít. Địa phận của tôi, Savannah này, nếu giáo xứ nào trên 1.000 gia đình là sẽ có 2 cha. Cho nên chúng tôi mới có đủ để lo cho giáo dân. Đôi lúc trước khi Việt Nam tôi thấy xứ 5.000 người có một cha thì giờ đâu mà lo. Cho nên đôi lúc chúng ta là người giáo dân chúng ta cần phải đặt câu hỏi. Mà không những vậy, ở Việt Nam còn khổ vài các cha mà xây nhà thờ là các cha phải đi xin tiền nữa. Phải tốn giờ, phải đi, phải lo hết mọi thứ. Ở đó cái gì thứ gì còn là chạy vô hỏi cha, giống như cha là cái ông thủ quỹ vậy á. Chúng ta là người giáo dân, chúng ta cần phải đứng lên để lo những phần đó, để cho vị linh mục thực sự để lo và đụng chạm với mọi người. Tôi nói với giáo dân trong tuần trước và trong bài giảng của tuần trước, tôi nói với giáo dân, cha không bao giờ run cái giáo xứ, cha không điều hành cái giáo xứ này. Cha là người lãnh đạo của giáo xứ này, cho nên hội đồng mục vụ sẽ điều hành cái giáo xứ này theo cái tư tưởng của cha. Cha sẽ cho họ cái direction là cái hướng đi và họ sẽ phải tìm cách làm sao để đạt tới cái hướng đi đó. Cha không điều hành giáo xứ mà cha sẽ dùng cái thời giờ đó để gặp gỡ giáo dân. Đôi lúc các bạn lên án các anh em linh mục ở Việt Nam, nhưng mà tôi cảm thấy là tội họ. Thứ nhất là một linh mục coi quá nhiều giáo dân. Cái thứ hai là cái thứ gì cũng phải chạy vô linh mục hết. Và tôi nhìn thấy, tôi nói không ngoa, con bệnh đi vô nhà thương, tôi gặp cha Thành ở Lào Cao đang ngồi nói chuyện, có đứa nó gọi nó, cha ơi cha con vô nhà thương, giờ cha có tiền cho con vô để nó chữa. Cha Thành bảo tới đây cha đưa. Đó, chứ cái việc đó ở bên Mỹ tôi không phải lo. Hay là nếu nhà thờ có giúp thì cũng qua cái văn phòng họ giúp, tôi không phải làm những điều đó, tôi sẽ tới gặp họ trong nhà thương, nhưng mà tôi không phải lo cái chuyện tiền bạc đó. Để ở Việt Nam nó giống như tôi thấy là thội các cha cứ phải đi này đi xin tiền và xây nhà thờ. Bên này tôi không phải lo chuyện đó, chuyện đó là chuyện của giáo dân tôi phải lo. Cho nên trước khi chúng ta lên án, chúng ta đã đặt câu hỏi của mình là chúng ta có một phần nào để phục vụ, hay là chúng ta chỉ biết lên án những người khác mà chúng ta đã làm gì để bớt cái gánh nặng cho họ hay chưa? Ngày hôm nay Chúa Giêsu lên án. Điều đó tôi không nói ra đây để binh các anh em linh mục của tôi. Ngày hôm nay Chúa Giêsu lên án vị thượng tế và trợ tế là bởi vì không dừng lại. Và Ngài khen cái người Samaritano kia là người tốt. Mà vị trợ tế và thượng tế đó, như tôi nhắc lại, theo cái luật là họ làm đúng chứ họ không làm sai. Bởi vì cái luật không cho phép họ đụng tới những người đã chết hoặc là bị một cái disease, tức là giống như một cái căn bệnh mà lây lan trước khi họ phục vụ bàn thờ.
họ có lý do của họ. Tôi không nói đó là lý do đúng. Nhưng ngày hôm nay Chúa Giêsu đặt câu hỏi chúng ta là trở về cái câu hỏi không phải là để làm gì để được lên thiên đàng, mà cái câu hỏi ngày hôm nay Chúa muốn dùng, Chúa muốn giáo dục chúng ta là cái câu hỏi của anh đó, nhưng bởi vì để bào chữa anh ta hỏi thêm ai là anh em của tôi. Ai là who's my neighbor? Ai là người hàng xóm của tôi? Tôi nghĩ để trả lời câu hỏi đó, chúng ta cần phải đặt lại cho chính mình không phải ai là người hàng xóm tốt lành của tôi, mà chúng ta cần phải trở ngược lại và hỏi ai tôi là người hàng xóm tốt lành của ai? Who am I the good neighbors of? Not who is my good neighbor? Không phải câu hỏi là ai là người hàng xóm của tôi, tốt lành của tôi, mà phải hỏi là tôi sẽ là người hàng xóm tốt lành của ai. Các bạn thân mến, lề luật là điều giúp chúng ta đến gần tới Thiên Chúa. Nhưng lề luật không thể trói buộc chúng ta để chúng ta tránh xa Thiên Chúa và những điều làm tốt đức. Tôi tạ ơn Chúa cho tôi, cho các bạn có gặp nhau ngày hôm nay. Và xin mỗi người chúng ta hãy trở thành người hàng xóm tốt lành của những người chung quanh. Và xin Thiên Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta. Và xin cho mọi sự chúng ta làm đều làm sáng danh Chúa, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Và thưa các bạn, tôi đang làm dấu bằng tay phải, nhưng mà bởi vì nhìn vô cái màn hình cho nên nó ra tay trái. Xin đừng hỏi tại sao Cha làm dấu bằng tay trái nhé. Rồi, tôi muốn đặt câu hỏi một chút xíu là các bạn này, bây giờ các bạn đang coi trong này nè, và tôi cũng sẽ đưa lên trên Facebook nữa. Nếu các bạn bấm cho tôi số 1, nếu các bạn nghĩ là nó tốt để cho tôi làm, tôi nên làm cái chương trình Sống Đạo này vào tối thứ 6 giờ Hoa Kỳ là sáng thứ 7 giờ Việt Nam như chúng ta đang làm ngày hôm nay, ngày 8 tháng 7, hay tôi nên làm vào tối thứ 7 và sáng Chủ nhật ở Việt Nam, thì giờ nào tiện hơn cho các bạn thì xin các bạn cho tôi biết. Bấm số 1 là ngày thứ 6 giờ Hoa Kỳ, tức là sáng thứ 7 giờ Việt Nam. Bấm số 2 nếu các bạn nghĩ thứ 7 giờ Hoa Kỳ và Chủ nhật giờ Việt Nam là tốt hơn, thì xin các bạn cho tôi biết. Số 1 là cho cái chương trình giống như bây giờ nè, là tối thứ 6 giờ Hoa Kỳ là sáng thứ 7 giờ Việt Nam nè. Xin các bạn bấm giùm tôi số 1 là tối thứ 6 giờ Hoa Kỳ, sáng thứ 7 Việt Nam, hay số 2 là sáng Chủ nhật giờ Hoa Kỳ, sáng Chủ nhật giờ Việt Nam và tối thứ 7 giờ Hoa Kỳ, thì các bạn cho tôi biết để tôi giống như tôi nói, mỗi khi tôi quyết định một cái điều gì đó, tôi hay đặt với giáo dân của tôi là mỗi khi Cha quyết định một cái gì đó từ giờ lễ hay giờ này nọ, thì Cha luôn đặt câu hỏi cái nào nó tốt hơn cho giáo dân của mình. Cho nên các bạn cứ đặt cho tôi ở lên đây, và tôi cũng sẽ đưa lên Facebook nữa, và tôi sẽ xin các bạn bấm đơn giản thôi 1 hay 2 thì tôi sẽ làm như thế. Thì dĩ nhiên là chúng ta luôn có cái cơ hội để coi lại, nhưng cái vấn đề khác nhau ở chỗ nào, lý do tại sao như vậy. Có những người nói thưa Cha đâu khác thì đâu coi lại, nhưng mà có cái vấn đề như vậy là cái lý do tại sao tôi không làm trên trang cá nhân là một Thiên Hồng Nguyễn nữa, mà đổi qua bên trang page này, là bởi vì là khi tôi làm trên trang cá nhân, các bạn không phải là bạn của tôi có thể coi được, nhưng mà các bạn không thể comment được. Các bạn hiểu tôi nói không? Cho nên tôi mới đưa qua bên này là để cho các bạn có thể comment được. Các bạn chỉ cần like tôi là các bạn có thể comment được. Đó. Thì nó cũng giống như vậy. Cái lý do tại sao nó cần sơn vậy, nếu mà mọi người có thể coi lại, đúng, coi lại tốt, nhưng mà nó sẽ không cho phép các bạn làm gì. Không cho các bạn, lúc các bạn hỏi thì tôi đã không đọc được câu hỏi để trả lời. Tức là tôi không có mặt để trả lời. Có thể là những cái câu hỏi nào mà thật sự rất là quan trọng thì sau đó tôi đánh vài chữ. Nhưng mà Cha thì tối thứ 6 hay tối thứ 7 gì cũng được. Cha có thể, cảm ơn anh Cường Vinh đã nhắc nhở là tốt cho giáo dân, nhưng cũng phải tốt cho Cha nữa chứ. Dạ, tôi tạ ơn Chúa là cuộc đời linh mục của tôi. Tôi không biết các cha khác như thế nào, nhưng mà thực sự tôi thấy đời linh mục của tôi sung sướng lắm. Tôi thật sự tôi nói như thế. Cái lịch tôi là người làm chủ, cái lịch tôi có thể xoay cái lịch qua, dĩ nhiên là ngoại trừ những cái lịch giờ lễ trong nhà thờ, tôi có thể xoay cái lịch qua lại và tôi có thể làm được giờ nào tôi nghĩ nó cũng tốt cho tôi. Tôi tạ ơn Chúa là thực sự làm linh mục. Tôi các bạn khổ chứ tôi thấy tôi thật sự là sung sướng. Tạ ơn Chúa và như thế. Rồi nhá. Rồi, bây giờ các bạn có thể đặt câu hỏi, tôi sẽ trả lời câu hỏi khoảng chừng 10 phút. Những câu hỏi gì liên quan tới đề tài Sống Đạo,
Rồi sau đó tôi sẽ qua cái phần thứ ba của tần số tình yêu. Trong lúc đang đợi chờ các bạn đặt câu hỏi thì tôi tạ ơn Chúa là vừa rồi có một bạn đưa lên cái Facebook và hỏi tôi một câu như sau. Và tôi có đưa lên trên mạng là vấn đề cha Bửu Diệp. Đây đây để tôi đọc nguyên cái câu đó cho các bạn nhé. Các bạn đợi tôi một tí xíu. Các bạn đợi tôi tí xíu. Đâu mất rồi. Ok. Thưa cha, cho con hỏi, có nhiều điều người Công giáo đi kéo nhau đi xin ơn phước từ cha Trương Bửu Diệp, trong đó có cả người thân trong gia đình con, mà sau khi xin xong còn về tận Việt Nam để tạ ơn cha ấy nữa. Nhưng con thì thấy rất bực bội những hành vi đó. Một là tại con thấy người Công giáo mình nên tin Chúa mà thôi, có xin cũng nên xin với Chúa của mình, mà nếu như không xin được thì cũng phải chấp nhận theo ý của Chúa. Nhưng xưa Chúa Giêsu nói theo ý cha đừng theo ý con. Còn hai là do cha Trương Bửu Diệp chưa được phong thần thánh, cầu xin với cha Diệp thì cũng như cầu xin với ma vậy. Con phân tích như vậy mọi điều rất lấy làm bực bội với con. Khi con phân tích như vậy mọi người lấy làm rất bực bội với con. Xin cho con hỏi lối suy nghĩ của con đúng hay sai. Tôi có đưa lên đó, các bạn trả lời tôi tạ ơn Chúa. Các bạn, tôi cứ nghĩ các bạn dở, nhưng mà thật sự có rất là nhiều người trả lời rất là hay, thì tôi sẽ không trả lời, tôi sẽ copy những cái câu trả lời rất hay đó nhá. Tôi đưa lên trên cái Facebook sau khi mà tôi trả lời tôi xong cái này, các bạn nhớ vào đó đọc nhá. Rất là hay, bởi vì tôi muốn give credits, tạ ơn Chúa, và tôi sẽ tiếp tục đưa lên những cái câu như vậy để chúng ta cùng học hỏi. Tôi tạ ơn Chúa cho các bạn. Có những bạn trả lời rất hay, nhưng chỉ có một người rất là buồn cười là vô đây chửi tôi. Vô đây chửi tôi, họ bảo là tôi xin trả lời rất thẳng thắn với bạn Martino Nguyễn, tức là tôi đó. Bạn chỉ đáng hàng cháu chắt của tôi thôi, không có xứng đáng để cho tôi trả lời những câu hỏi mất dạy như vậy. Một là con nít bây giờ phần đông là không biết từ trong, đại khái thì bạn chửi tôi. Nhưng mà thực sự các bạn là, bạn tôi trả lời bạn đó là tôi không phải là người đặt câu hỏi. Cái câu hỏi đó được gửi tới tôi muốn đưa lên thôi. Nhưng mà tôi nghĩ là người đó hiểu lầm là như thế nào đó. Nhưng nói chung là câu trả lời đó được các bạn trả lời rất hay. Cho nên tôi sẽ đưa những cái câu trả lời, tôi sẽ trích những cái câu trả lời đúng và giải thích đầy đủ rồi tôi đưa lên. Có những câu trả lời đúng nhưng mà không giải thích đầy đủ, không theo ý cha, các bạn trong này đã trả lời đúng rồi thì tôi sẽ không trả lời nữa. Tôi tạ ơn Chúa cho các bạn đã trả lời rất là đúng, và đó là một cái cách để chúng ta cùng nhau học hỏi Kinh Thánh. Rồi bây giờ câu hỏi của các bạn, chúng ta có khoảng 5-10 phút để trả lời các câu hỏi. Trong xã hội Việt Nam, nếu gặp một người bị nạn, đưa họ vào viện, gặp người nhà họ, họ tưởng mình gây tai nạn, không cần hỏi họ đánh mình, rồi ra công an làm phiền, xác minh xem mình có phải gây tai nạn không. Thế nên ở Việt Nam gặp người bị nạn, bản thân mình sẽ dễ trở thành vị tư tế và trợ tế. Dạ thưa bạn Khánh Rùi, có thể bạn nói rất đúng. Cho nên cái bên Mỹ cũng vậy thưa bạn. Cho nên bên Mỹ nó mới có một cái luật, nó gọi là The Samaritan Rule. Tức là cái luật lấy cái tên trong Kinh Thánh này luôn. Tức là để bảo cái luật đó, để bảo vệ những người làm những điều tốt lành. Mà không bị người ta thưa kiện. Ví dụ tôi đưa ra một cái ví dụ như vậy, tôi là một người, tôi đi trên đường tôi thấy một người sắp chết hay là đụng xe gì đó, tôi phóng sức tôi giúp, tôi hô hấp nhân tạo ví dụ như vậy. Nhưng mà bởi vì cái sự ngu xuẩn của tôi không biết, tôi không phải là một bác sĩ, tôi không học cách hô hấp nhân tạo, hoặc là cách tôi học cách đây 30 năm, và tôi vô tình tôi làm cho người đó chết, tức là không cố ý tôi làm cho người đó chết, thì cái luật nó sẽ bảo vệ tôi không bị thương, là chứ không phải là tôi cố tình làm cho cái người bệnh đó bị chết. Các bạn hiểu tôi muốn nói thì đó là cái vấn đề. Nhưng mà điều đó thưa bạn, chúng ta cũng, đó là sự khác biệt. Người ta nói cái gì, người ta nói về là sự khác biệt của Khổng Tử, của Phật giáo và của Thiên Chúa giáo khác nhau ở chỗ này. Vì Khổng Tử khi mà Khổng giáo hay là nhập Nho giáo, thì khi anh làm một cái gì sai, anh rơi xuống một cái hố, thì vị đó sẽ ngồi ở trên bờ hố và sẽ giải thích cho anh cái triết lý làm sao để anh đừng rơi xuống hố và thoát ra khỏi cái hố. Đó là cái họ nói. Tôi không có đồng ý hoàn toàn với những cái gì họ nói đây, nhưng mà đại khái một cái cách giải thích để trả lời câu hỏi này. Đối với Phật giáo thì vị Phật giáo sẽ nói là sẽ cầu nguyện cho bạn, sẽ từ bi và sẽ này nọ cho bạn. Nhưng đối với người Công giáo thì Chúa Giêsu nhảy xuống cái hố đó và bảo bạn trèo lên lưng của Chúa Giêsu để bước ra khỏi cái hố đó.
là người Kitô giáo, chúng ta cần phải học theo gương của thầy. Chúng ta không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh để rồi chúng ta không tiếp tục làm tốt. Thì đó là một chút tôi có thể Nguyễn Thảo, con có thể copy lại câu hỏi được rồi, đợi cha tí xíu, cha không thấy câu hỏi của con đợi tí xíu nha Thảo nha. Rồi để cha kiếm coi cái câu hỏi của con nằm ở đâu rồi. Ủa, sao cha không thấy cái câu của con? Comment. Ủa, cha không thấy cái câu của con đâu hết vậy? Cha không thấy cái câu của bạn, bạn Thảo ơi. Đây, bạn đợi tí xíu nha. Thảo, ở đây, con phải nói với người có đạo như thế nào về các biện pháp tránh thai? Vì luật của giáo hội không chấp nhận, nhưng con thấy gần như 90 người công giáo xung quanh con đều dùng các biện pháp tránh thai vì không thể làm theo luật được. Cảm ơn bạn Thảo đã nói cái vấn đề này. Đây là một cái câu trả lời có thể phải dài dòng, tôi sẽ nói trong một cái video riêng. Nhưng đại khái tôi muốn tập trung vô cái vấn đề của ngày hôm nay. Chúng ta đừng làm lề luật để mà đe dọa con người. Chúng ta phải dùng lề luật để giải thích. Giống như đó chúng ta gọi là, chúng nó là giới luật yêu thương. Chúng ta đừng, chứ nó không còn là cái thời mà chúng ta dùng mấy đứa con của mình á, là mình hù nó. Mày không làm nó tao phạt này phạt cái kia, cấm cái này cấm mấy kia khi nó còn nhỏ, nó chưa hiểu biết. Chúng ta làm như thế, nhưng khi nó lớn lên mình phải giải thích tại sao cái điều đó không nên làm và tại sao cái điều đó nó sai. Cho nên cái thưa bạn Thảo, Nguyễn Thảo, để giải thích cho những người đó và giúp thì họ, bạn cần phải đừng dùng cái lề luật để cấm, mà bạn nên dùng giải thích cho họ rõ sao, tại sao cái gì họ nên làm và tại sao đúng, tại sao sai và tại sao chúng ta chọn làm cái điều đúng đó, chứ không phải bởi vì giáo hội bảo thế, không phải là cái lề luật, mà là cái vấn đề là chúng ta phải sống trên cả cái lề luật và chúng ta phải hiểu tại sao cái lề luật đã được đưa ra để cho chúng ta có thể sống tốt hơn nhá. Bạn Teresa Ngân Phạm nói là người công giáo Việt Nam mình phải có thái độ thế nào đối với tình hình đất nước hiện nay? Dạ thưa bạn, là người công giáo Việt Nam chúng ta phải có thái độ như thế nào? Bạn trở về cái bạn, xin bạn coi lại cho tôi cái chương trình sống đạo tôi làm tuần trước, trong đó tôi đã nói tôi phân biệt giữa tôn giáo và chính trị như thế nào. Bạn Teresa Ngân Phạm, xin bạn vào cái status của tôi, bạn coi lại cái chương trình sống đạo tôi làm tuần trước ngày mùng 2 tháng 7 nhá. Trong đó tôi đã nói như thế nào, chúng ta luôn luôn phải đứng lên cho sự thật. Nói tóm lại, chúng ta luôn luôn phải đứng lên cho sự thật và bảo vệ mọi người nhưng không làm chính trị. Có nghĩa là chúng ta không tôn bảo một cái đạo, một cái đảng phái hay một con người nào tốt cả. Chúng ta chỉ nói lên sự thật, chứ chúng ta không lên án con người và chúng ta cũng không khen một con người hay một đảng phái nào đó, hay cũng không lên một đảng phái nào đó, bởi vì lúc đó chúng ta đã trở thành làm chính trị. Nếu các bạn muốn làm chính trị thì tôi không cấm các bạn, nhưng tôi là một linh mục thì tôi giải thích theo một cái góc cạnh rất là rõ ràng. Nếu các bạn để ý trên Facebook của tôi cũng thế, tôi đưa lên những cái gì, tôi không bao giờ tôi lên án một cái xã hội, một cái chế độ hay này nọ, vì tôi nói thật với các bạn, chẳng có cái chế độ nào nó tốt hết đó, có cái nào nó xấu hơn cái nào thôi, chứ làm gì có cái nào tốt hơn. Giống như tôi ở Mỹ này nè, cả đảng Cộng Hòa lẫn đảng Dân Chủ đều xấu cả, tôi chẳng khen ông nào cả, nhưng mà chúng ta phải làm sao để cho cái xã hội nó tốt hơn, và chúng ta không khen một đảng phái và chê một đảng phái, nhưng chúng ta hãy nhìn vào cái đó. Thì xin bạn trở về lại cái chương trình sống đạo tôi làm vào ngày mùng 2 tháng 7, trong đó tôi có nói về vấn đề chính trị và nói thẳng nói thật. Cho nên nếu các bạn lên Facebook của tôi, các bạn không nhìn thấy tôi chửi đảng phái, tôi chửi chính trị, hay tôi không khen đảng phái hay chính trị nào cả, hay một tổ chức nào cả, tôi đang nói về những cái sự thật và tôi đặt câu hỏi chúng ta có thể làm gì để giống tốt hơn. Toàn Nguyễn, con bán thuốc ngừa thai thì bản thân con có mắc tội không thưa cha? Thưa con, đó là một cái tội thưa Toàn Nguyễn, bởi vì con đang giúp người ta phạm tội khi con biết điều đó. Cha hiểu nó rất là khó đối với những người, nhất là những người làm trong nghề bán thuốc, và đặc biệt ngay cả bên Mỹ này cũng vậy, tức là không phải là bán mà là những dược sĩ, họ phải phiêu cái thuốc đó, và có những người họ nói là họ làm trong đó nhưng mà họ trả lời rất là thẳng thắn, những cái thuốc đó họ sẽ không phiêu, tức là họ sẽ không có bỏ vô trong lọ theo cái toa, thì đó như vậy. Ok, Tiffany Phạm, con biết một người có đạo công giáo mà không có, không, con ơi con viết, con bỏ dấu dùm con đi Tiffany Phạm, con viết không có dấu, cha bỏ skip cái của con nha, cha không có thể đọc được. Thưa cha, trong thư mời dự lễ hành hương năm thánh, lòng thương xót Chúa để nhận lãnh ơn toàn xá, mọi người đã chuẩn bị xưng tội theo quy định, nhưng cha chủ trì buổi lễ đã quên ban ơn toàn xá.
Như vậy có nhận được ơn toàn xá không thưa cha? Câu hỏi sẽ khó hiểu. Và cha biết là cái cha chủ trì buổi lễ quên, nhưng mà cái vấn đề là mọi người đã chuẩn bị xưng tội theo quy định là sao con? Trong thư mời đi dự lễ hành hương, có cha confuse con. Trong thư mời đi dự lễ hành hương năm toàn xá để lắng nhận lòng thương xót, mọi người đã chuẩn bị xưng tội theo thật quy định. Trong thư mời dự lễ hành hương, mọi người, cha không, thực sự không hiểu ý của con. Nếu cha hiểu đúng thì ý con đang nói là trong thư hành hương mời đi tham dự lòng thương xót thì có quy định là mọi người cần phải xưng tội trước khi gì đó, phải không ạ? Rồi đến đó làm lễ thì cha chủ trì, con là người công giáo mà con dùng buổi chủ trì, con làm chính trị hả con? Chúng ta không có buổi chủ trì con, chúng ta chủ tế nhá. Con người mình, người công giáo mình không dùng chữ chủ trì buổi họp. Cho nên Hằng Nguyễn ơi, con đừng có lôi chính trị vào tôn giáo dùng cha. Cha chủ tế nhá, không có cha chủ trì nhá con nhá. Cha chủ tế đó, vậy có được ơn toàn xá? Dạ thưa con được. Cái ơn toàn xá đó không phải là ông cha đó ông đọc hay không, cái đó chỉ là cái vẻ bề ngoài, chứ đâu không phải là được hay không. Cho nên cái ơn toàn xá là do Chúa ban, và qua cái quyền năng của giáo hội thì giáo hội đã ban rồi. Cái tờ giấy đó nó chỉ là một cái bên ngoài, cái dấu chỉ để cho giáo dân thích vậy thôi, chứ nó không có thực sự, cha nói thật, nó cũng không có cái giá trị gì ghê gớm đâu nhá. Nhưng mà chúng ta thích để nhìn nó, để nhắc nhở chúng ta là chúng ta cần phải sống tốt hơn. Nhưng mà thực sự về giá trị, về linh thiêng, về bí tích thì nó không có hề có giá trị gì cả nhá. Hoàng San Mai, một người công giáo có tội, đã xưng tội nhưng vì cuộc sống hàng ngày và tính chất trong công việc biết mình không thể không mắc lại tội mình, đã xưng nên cảm thấy không xứng đáng để rước mình thánh vậy thưa cha, nên làm vậy có đúng không ạ? Dạ cha nghĩ là làm vậy cũng đúng mà giờ cũng không đúng, mà không đi xưng tội cũng không đúng, đổi việc thôi con. Nếu chúng ta thực sự chúng ta sống với ơn gọi của mình, còn cái option là đổi việc. Bởi vì cái vấn đề như vậy, nếu con không rước Chúa, Chúa không ở với con, thì cha hứa với con không sớm thì một ma quỷ nó sẽ mò vào, nó ở chung với cái tâm hồn của con. Đó là điều cha sợ. Đó là điều cha mới sợ. Chứ không phải là cái vấn đề rước Chúa rồi có này nọ không. Cha sợ nhất là khi chúng ta không để cho Thiên Chúa đến ở với chúng ta, thì ma quỷ nó sẽ đến nó ở. Rồi, tiếp Phan Ly Phạm hỏi, một người có đạo công giáo khi có thai siêu âm thì biết em bé bị đau, họ phá thai có tội được không cha? Tiếp Phan Ly, sao con hỏi những cái câu mà cha xin lỗi dùng cái chữ này là ngu không thể tưởng được, con đọc lại giáo lý giáo hội công giáo đi. Con đã dùng chữ cái chữ là có thai và phá thai, vậy có tội hay không? Đã gọi là phá thai mà con còn hỏi có tội hay không nữa thì cha cũng hiểu được tại sao. Hồi nãy cái ông kia chỉ vì ví cái lề luật thôi, mà trong đạo cái bài giảng vừa rồi mà Chúa Giêsu lên án. Còn đây mình vì vậy mà mình giết một con người thì con nghĩ là có tội hay không? Cái câu hỏi quá đơn giản đi Tiffany, con cha muốn con suy nghĩ dùng cái đầu của con trước khi con hỏi nhé. Rồi bây giờ cha sẽ ngưng cái này để cha giảng qua cái vần thứ ba của cái chương trình tần số tình yêu. Trong cái chương trình của tần số tình yêu, kỳ trước cha đã nói vần thứ ba của tần số tình yêu. Thứ nhất là cái ngày đầu tiên cha đã nói là cái đời sống hôn nhân của gia đình như thế nào, và nó có 5 cái tần số tình yêu. Qua phần thứ hai, 5 tần số tình yêu đó là gì, ai còn nhớ không? Con cứ đi gặp các cha xin tội, con đừng hỏi cha nhá. Bởi vì khi nó điêu với cái bí tích hòa giải thì cha không có muốn đưa lên trên này để nói. Trong năm lòng thương xót này không có tội gì không thể tha thứ được nhá. Ok bạn Tiffany nhá, trong năm lòng thương xót này không có tội gì là có thể tha thứ được. Rồi bây giờ cha không trả lời nữa, cha xin ngưng tất cả các câu hỏi nhá. Cho nên cha xin cha ngưng nhá, cha không trả lời câu hỏi nữa, cho nên xin các bạn đừng hỏi nữa. Và từ giờ phút này ai mà hỏi, mà cha đã nhắc như vậy rồi, mà ai còn hỏi thì sau khi cái chương trình này xong, cha sẽ ban cái người đó ra khỏi cái page của cha luôn, là bởi vì cái người đó không có để ý và không có tôn trọng nhá. Rồi bây giờ trở lại cái ngôn ngữ của tình yêu. Rồi ngôn ngữ của tình yêu rất là đơn giản.
Tôi nói về năm cái tần số hay là năm cái ngôn ngữ. Ai còn nhớ năm ngôn ngữ đó là gì? Viết lên cho tôi thế nào. Thứ nhất là word of affirmation, những lời tốt lành, những lời khen ngợi, những lời những người tử tế, những cái lời này nọ. Cái thứ hai là gì các bạn còn nhớ không? Cái thứ ba là một quà tặng nè. Rồi, những lời dành thời gian cho nhau. Thứ hai là quality times. Thứ ba là cảm ơn bạn giao ni phạm nha. Thứ ba là những món quà. Thứ tư là physical touch. Thứ năm là phục vụ cho nhau. Tôi sẽ tần lượt đi. Hôm nay là cái buổi thứ ba cho nên chúng ta sẽ nói về dành thời gian cho nhau. Quality times. Quality times là những cái thời gian thật sự cho nhau. Giống như tôi nói, trong đời sống vợ chồng ai cũng có năm, bất cứ con người nào cũng có năm cái ngôn ngữ này hết. Nhưng có người thì ngôn ngữ này nhiều hơn ngôn ngữ kia, cái tần số nào nó mạnh hơn. Cho nên chúng ta phải chọn đúng tần số mạnh của người bạn đời hay là người trong gia đình để bán. Nói về dành thời gian cho nhau, hình như tôi nghĩ là hình như có mẹ đang mẹ tôi đang ở trong này. À, có mẹ tôi đang ở trong này. Tôi nghĩ như vậy. Nếu mà không thì mẹ tôi cũng chắc sẽ nghe lại. Là cách đây một hơn một tuần mẹ tôi có xuống đây ở với tôi một tuần. Và xuống giáo xứ, mẹ tôi ở cách giáo xứ của tôi khoảng 3 tiếng rưỡi tới 4 tiếng lái xe ở bên Mỹ. Mẹ tôi xuống ở với tôi một tuần thì bình thường cứ một tháng mẹ tôi xuống ở với tôi một tuần hoặc 2 tuần, đại khái như thế. Thì tôi là con một cho nên là bà cụ hay lo. Thì khi mẹ tôi về, mẹ tôi có viết cho tôi một cái email. Mẹ tôi có viết cho tôi một cái email. Mẹ tôi bảo là mẹ cảm thấy rất là buồn, là bởi vì có vẻ con dạo này con lơ là bố mẹ và không có lo lắng cho bố mẹ nữa. Thì là người con tôi cũng ngồi tôi suy nghĩ là tôi đã làm gì hoặc đã không làm gì. Đôi lúc không phải là chỉ gì mình làm sai, mà đôi lúc giống như Đức Gia Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao Lô Đệ Nhị nói là cái tội lớn nhất của thế kỷ này không phải là cái tội mà chúng ta làm sai, mà cái tội chúng ta đã không làm điều tốt, và khi chúng ta không làm điều tốt thì chúng ta đã cho sự dữ nó hoàn hoàn. Thì hoặc là tôi đã không làm gì, thì tôi cũng ngồi tôi suy nghĩ, thì dĩ nhiên tôi cũng có những lý do. Tôi với mẹ tôi thay qua thay lại vài cái email, nhưng tôi nghĩ là mẹ tôi viết cái đó thực sự là bởi vì mẹ tôi cảm thấy là đôi lúc là tôi không có dành thời gian, cái quality times mà hôm nay tôi đang nói tới cái tần số thứ hai trong ngôn ngữ tình yêu là dành thời gian cho nhau. Thì các bạn, khi chúng ta ở bên nhau chưa có nghĩa là chúng ta đã dành thời gian cho nhau. Giống như tôi vừa mới nói, mẹ tôi xuống ở với tôi hơn một tuần. Nhưng chưa có nghĩa là tôi và mẹ tôi đã có những thời gian, tiếng Mỹ nó dùng là quality time, là thời gian dành riêng cho nhau, những thời gian rất là tốt lành. Thời gian để lắng nghe, để chơi với nhau, hoặc để ngồi coi tivi, hoặc làm một cái gì đó. Chúng ta có rất nhiều thời gian dành cho những việc khác. Tôi cũng vậy, nhất là một linh mục xứ, rồi lại mê đi câu nữa, rồi là trong những tuần vừa rồi bạn bè vô nhiều, cho nên tôi nghĩ lại là có lúc là tôi sẽ không không dành những cái thời gian cho mẹ tôi nhiều như bình thường. Trong đời sống vợ chồng hay đời sống trong gia đình các bạn, chắc các bạn cũng đã có nhiều lần như thế. Nhất là chúng ta đang trong mùa Euro, các bạn có thể thức trắng đêm để coi Euro, đúng không ạ? Nhưng có bao giờ các bạn đã dám thức trắng đêm được cùng với vợ mình lo cho đứa con trong nhà thương? Hay là mình bảo đã có vợ rồi thì mình không cần phải lo? Ở bên Mỹ này, tôi vẫn nói với những người giáo dân của tôi, cái quality times không phải là mình fill up những cái schedule của con của mình, là mình phải chở nó đi chỗ này, tức là nó cần cái gì phải chở đi, chở đi, chở đi, chở đi. Đôi lúc mình cứ làm như vậy nhưng mà chưa chắc là mình đã có giờ cho nhau. Con mình chở nó trên xe, nó lên xe, nó ngồi nó chơi vậy, không có thời gian cho nhau. Bố mẹ với con cái không có cái thời gian quality time để nói chuyện với nhau. Tôi thì ở gần cái highway 95, tức là cái highway lớn từ miền Bắc nước Mỹ chạy về miền Nam nước Mỹ, tức là ai muốn đi về Florida thì phải đi ngang qua cái highway đó. Thì tôi có cái thói quen thỉnh thoảng tôi làm research, là tôi hay đậu cái xe dọc trên cái hệ thống highway 95 đó. Tôi để ý tôi coi, tôi thích những cái xe mà nó chạy từ miền Bắc đi xuống, mà nhất là những cái xe minivan, là xe 7 chỗ đó, là bởi vì gia đình họ đi thì tôi đi xem coi họ đi gia đình như thế nào. Thì tôi thấy ông chồng ngồi lái xe, bà vợ bên kia đang nói chuyện điện thoại, thì đôi lúc tôi nghĩ chắc bà vợ bà không gọi cho ông chồng đâu nha. Rồi những đứa con đằng sau thì mỗi đứa có một cái máy game đang ngồi chơi, hoặc là có cái màn hình tivi đang coi, và họ gọi đó là family vacation, là gia đình, là thời những ngày nghỉ của gia đình với nhau. Tôi gọi là carpool to the same final destination, có nghĩa là chỉ đi chung xe đến cùng một địa điểm.
Rồi khi đi đến tới chỗ đó, đi đến chỗ khách sạn, rồi đến chỗ nghỉ, chỗ resort, ông bố vô check in phòng khách sạn, sau ra đưa cái thẻ cho bà vợ đeo cái khoác cái bóp LV giả lên, đeo giày cao gót đi kịch đi vô. Mấy đứa con mỗi đứa phóng ra ôm đúng cái máy game của mình chạy vô, có những đứa còn không ôm máy game nữa, ông bố lệ khệ khiêng một đống đồ vô. Rồi trong những ngày vacation đó, ông bố thì vẫn talk với bạn bè, vợ thì vẫn nói chuyện này nọ, họ không có cái quality time cho nhau. Các bạn thân mến, không ai là hoàn thiện, nhưng chúng ta cần phải dành thời gian cho nhau. Đôi lúc mình thích tổ chức lễ lạc rồi linh đình mà chính gia đình không có thời gian cho nhau. Sinh nhật của chồng của vợ tổ chức cho to để rồi vợ chồng không có thời gian cho nhau. Con cái tổ chức cho to để rồi không có thời gian cho nhau. Có một điều hồi nãy tôi có comment trên Facebook của một xin lỗi dùng là thằng bạn của tôi, thằng già Juda Mikae Châu. Sinh nhật kỳ này hắn mò qua bên Mã La, bên Singapore để ở với vợ với con. Tôi thấy đó là tốt. Tôi chúc ông những ngày ở với vợ con dành nhiều thời gian cho vợ con. Đừng có lên trên mạng này, lên mạng cũng được nhưng mà đừng viết nhiều bài nhá, dành thời gian cho vợ con. Và tôi biết cái truyền thống của gia đình đó, tôi thấy nó cũng hay, là cả chục năm nay là cứ mỗi ngày lễ lại bổn mạng gì đó, cứ hai vợ chồng với ba đứa con đi ăn tối với nhau. Tôi thấy cái điều đó hay. Tôi cũng chưa làm được điều đó. Cái quality time dành cho nhau. Mình có thời giờ dành cho bạn, cho bè, cho những cuộc nhậu, nhất là ở Việt Nam, những cuộc nhậu. Tôi về Việt Nam, tôi rất là phục người Việt Nam. 2-3 giờ sáng những quán nhậu lúc nào cũng đầy. Nhưng mà chắc gì những người đó đã có thời gian cho cha, cho mẹ. Tôi nói đây tôi chẳng muốn dạy ai, nhưng mà các bạn hầu như tôi chia sẻ lúc nãy, chắc có mẹ tôi trong này, tôi cũng nhận thấy mình là những cái điều sai đó. Và mẹ tôi vừa mới nhắn tin cho tôi khi mẹ bà về trong tuần vừa rồi, và bà nói là con, mẹ cảm thấy là con không có để ý tới bố mẹ. Và tôi nghĩ là cái vấn đề là thời gian tôi không có dành nhiều cho bố mẹ. Cho nên tôi mong các bạn, tôi xin các bạn, I van you, I seen you, nghĩa là trong đời sống vợ chồng dành thời gian cho nhau. Mà đôi lúc chẳng cần phải nói gì đâu, ngồi coi với nhau một cuốn phim, nắm tay nhau là đã phê lắm rồi. Bắn cho nó một tần số như thế thôi. Còn cái cũng thế. Hôm qua tôi có post trên Facebook của tôi một cái quảng cáo rất là hay, của người Thái, rất là nhân bản. Vô một cửa hàng bà mua cái iPad chứ. Ông chồng bà vợ vô mua, họ bảo là mua cái này bởi vì có nhiều game, cái này nọ. Cái người bán hàng họ bảo là anh mua cái iPad là cho ai? Thì họ bảo là mua cho đứa con. Hỏi đứa con mấy tuổi, thì thằng con đang đứng đó 5 tuổi. Họ nói vậy thì xin ông trở lại trong 7 năm nữa, chúng tôi sẽ đưa cái iPad cho ông. Ông kia nói sao 7 năm? Ông bảo dạ thưa ông, bởi vì những đứa trẻ nó bắt đầu tập chơi iPad là nó bởi 12 tuổi là tốt. Bởi vì giờ tuổi này nó cần thời gian để dành cho ông, cho bà và cho những giáo dục. Những quảng cáo rất có nhân tính nhỉ. Trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, tôi không làm cha làm mẹ không biết, nhưng mà tôi biết chắc chắn các bạn cũng vậy. Nhiều khi đi chơi vacation hay có con gì đó, nó khóc nhà cứ thảy cho nó cái iPad, iPhone để cho nó chơi. Để cho nó chơi phần của nó, để bố mẹ ngồi nhậu cho nó tiện. Bố mẹ đi đây đi đó. Cái điều đó tôi không lên án, nhưng mà mình cần phải bớt nó lại để dành nhiều thời gian cho nhau, dành some good quality times. Nếu các bạn có những câu hỏi nào liên quan tới về vấn đề đời sống vợ chồng, đặc biệt là về quality time, xin các bạn có thể đánh lên đây. Tôi sẽ trực tiếp trả lời. Chúng ta còn khoảng 10 phút nữa, các bạn có thể đánh lên đây nhá. Nhưng mà tôi nhớ, tôi không trả lời về sống đạo, mà tôi đang trả lời tập trung vô cái vấn đề của dành thời gian cho nhau. Chẳng hạn như chồng con không thích cái đó, làm sao có thể như này ạ? Ví dụ như vậy, những cái thời gian cho nhau. Chúng ta đang nói về cái ngôn ngữ của ngày hôm nay là ngôn ngữ quality time, dành nhiều thời gian cho nhau. Trong đời sống vợ chồng cũng như trong đời sống của bố mẹ con cái, các bạn nhớ mà, khi các bạn đang yêu nhau, các bạn đang yêu nhau, các bạn dành rất nhiều thời gian cho nhau. Đôi lúc chẳng biết nói gì, chở nhau đi vòng vòng Sài Gòn. Tôi nhớ, tôi cứ hay nói giỡn là may là tôi không có bồ Việt Nam. Tôi mà có bồ Việt Nam, tôi không biết dẫn bồ đi đâu. Người ta hỏi, ta nói sao vậy? Ta nói trời ơi, tại về, không có cái chỗ nào là riêng tư hết. Chẳng lẽ cứ chạy Honda ra dọc đường rồi cứ ngồi ôm nhau, mà cái xe này cách xe kia có nửa mét à?
đâu, họ yêu nhau, họ không có chỗ nào, họ cũng ra ngoài đó, họ dành thời gian cho nhau như vậy. Ngồi, tôi có những lúc mà tôi rình, tôi để ý, họ ngồi với nhau cả tiếng đồng hồ, tôi chẳng thấy họ nói hết, lâu lâu cứ thấy họ, thôi không nói nữa, họ hôn nhau rồi tay chân nó sờ lạng quạng, tôi chẳng thấy nói gì hết. Nhưng mà đó là những thời gian cho nhau, tôi không nói là những hành động đó nó đúng, nhưng mà đại khái là, nhất là tay chân mà nó cứ lung rung, nhưng mà họ dành thời gian cho nhau. Cái quality time họ spend với nhau, họ đi đến cùng nhau, đi đến những chỗ họ thích. Nhưng mình nói ở đây mình không có dám dạy đời ai, vì tôi chính hồi nãy tôi mở bằng chính cái lỗi lầm của chính tôi. Cho nên tôi hy vọng là chúng ta cùng học với nhau, cùng sống với nhau. Ngay cả với gia đình, với Chúa cũng vậy, đúng không ạ? Quality time, mình dành thời gian cho Chúa, mình còn chưa dám dùng quality, mình dùng quantity, là một giờ thôi. Nhưng mà một giờ đó trong cái đầu của mình là mình nghĩ là tí nó đi ra mua chợ, mua cái gì nè, ăn cái gì nè, gặp ai nè, trong nhà thờ lúc cha đang giảng là cái đầu mình nó bay đi ra cái chợ rồi. Hay là vô nhà thờ cái xác ở đó mà cái đầu không có ở đó, cái đó gọi là quality times. Mình có quality time là mình spend, mình ở với một người nào đó mà cái đầu mình nghĩ về người khác đâu. Cho nên không phải chỉ với trong gia đình. Nhà các bạn nhớ tôi nói, không phải chỉ có trong gia đình. Mà nó còn với Chúa, với anh chị em, với bộ đặc biệt là với vợ, với chồng, và với bố, với mẹ, và với con, với cái của mình. Tôi mong là chúng ta dành thời gian quality cho nhau. Nó không phải là bao nhiêu giờ. Nó càng nhiều giờ càng tốt, nhưng mà nếu có ít giờ thì nó cũng phải cho nó đáng. Có một câu chuyện người ta kể, và đó là một câu chuyện có thật ở nước Mỹ này, tôi không nhớ cái nó lâu hay nó mau rồi, nó như thế nào. Nhưng mà tôi nhớ có một thằng bé, nó hỏi bố nó là, bố, how much do you make an hour? Mỗi giờ bố làm được bao nhiêu tiền? Thằng bố nó hỏi, mày hỏi làm gì? Mày giống như má mày á, lúc nào cũng hỏi tao làm bao nhiêu tiền. Tao làm một giờ được 20 giờ, 20 đô la biết không? Rồi xong thằng bé này cảm ơn bố, nó đi ngủ. Nó chạy vô giường, ông bố ông thấy ông la nó thì cũng tội nghiệp, ông chạy vô. Ông chạy vô thì ông thấy thằng con nó đang, nó đóng cửa, ông nói ngủ đi, làm gì nữa. Cái một chặp sau, ông đang ngồi coi tivi, ông thấy thằng con nó lén lén đi ra, nó đứng gần, ông hỏi, sao mày ra đây làm gì, sao mày không ngủ đi. Nó nói, bố ơi bố, con có 20 đồng này, con để dành nè. Can I buy an hour of your time? Cho bố cho con mua một giờ của bố được không? Con muốn bố ở với con một giờ, bố muốn spend một cái giờ với con. Bạn Hương Phạm nói, chồng con có thể chở bạn bè, chở bạn bè đi nhậu cả buổi, nhưng khi con nói chở con cái đi chơi, chồng con lại cằn nhằn, con phải làm sao cha ạ? Cha thì không thích là người đi tìm, cứ ai có cái cây sùm họ kêu cha tới là chặt dùm, cho đốn dùm cho họ mấy cái nhánh để cho nó khỏi sùm trước nhà, bởi vì cha không có thích làm điều đó, cha muốn đi tìm cái gốc. Cha muốn đặt câu hỏi là chồng con đã có cái tính đó từ trước khi cưới con hay sau khi cưới con? Và nếu sau khi cưới con, cho đặt câu hỏi tại sao từ ông thay đổi, hay con đã làm gì cho thay đổi? Thì nếu con tìm được cái gốc tại sao chồng con thay đổi đó, thì con có thể thay đổi được. Con sẽ làm ngược lại cái lý do đó. Bạn Cỏ nói, thưa cha, làm sao để chúng ta có thể chú tâm vào một giờ lễ, thưa cha? Dạ thưa con, hiểu những gì mình đang làm. Đó là cái điều của cha. Coi đi một lễ một giờ mà con không hiểu thì con nghe như vịt nghe sấm, con không hiểu tại sao Chúa lên một bắt đầu nhân cha và con và thánh thần Chúa cùng anh chị em. Nếu như một cái máy thì không thể nào mình chú tâm được. Đúng không ạ? Mình nghe, mình hiểu nhưng mà không biết tại sao mình làm điều đó. Thì chắc chắn, cho nên đôi lúc tôi cứ hay nói giỡn là nhất là bên Mỹ này nè, tôi có những ông bà tôi bảo, thưa cha ơi, bố con nó bỏ đạo rồi. Con nó đâu có bỏ đạo đâu, nó làm gì có đạo mà bỏ. Ông bảo cha nó giỡn rồi, nó đi lễ 18 năm cho tới khi nó lên đại học nó mới bỏ đó chứ. Con bảo nó đi lễ 18 năm chưa chắc có nghĩa là nó có đạo, bởi vì nó có hiểu nó làm gì trong thánh lễ đâu. Mà đôi lúc tôi còn nói giỡn lại, tôi còn phục nó đấy. Bây giờ tôi nói thật với ông bà là 18 năm mỗi tuần một tiếng đồng hồ mà nó đi lễ, nó không hiểu gì mà nó cứ đi lại là nó giỏi đó. Giờ tôi hỏi thật ông bà nè, nếu tôi cho ông bà coi một cuốn phim một tuần một tiếng đồng hồ mà chẳng hiểu gì, ông bà có coi nổi 18 năm không? Thì những ai hỏi với cha là, thưa cha, là làm sao con có thể đi lễ một cách tập trung hơn, thì tôi xin như vậy: hiểu những gì mình đang làm.
hiểu những gì mình đang làm, hiểu những gì mình đang nghe, tại sao mình làm cái điều đó, tại sao Chúa cùng anh chị em, bài phúc âm đó nó nói gì, đang như thế nào, hiểu từng cái, từng ly, từng tí. Trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, hiểu được từng ly, từng tí như vậy thì mình sẽ không có nhàm chán. Nhá, đó là cái câu trả lời của cha. Lưu lướm hỏi, cha ơi cho con hỏi, con làm việc trong giáo họ mà họ nói con không năng động và không linh hoạt, mà con nghĩ mọi việc con làm đều hoàn thành. Vậy thưa cha, con nên làm không thưa cha? Dạ thưa con, cái việc hoàn thành là tốt, nhưng mà con nghĩ là họ nói con không năng động và linh hoạt là bởi vì cái mặt con lúc nào cũng chằm chằm á, đúng không? Cha có nói với vấn đề là làm phải cười, phải tươi. Con không còn phải năng động linh hoạt, nhưng mà phải tươi cười, phải thấy được cái niềm vui, chứ không phải làm mà cái mặt cứ như là cái hầu báu á thì không được. Làm được, cha cảm ơn con đã làm và con đang đạt được những cái kết quả hoàn thành. Nhưng mà cha xin con, cho cha một nụ cười nào. Một ngày con không cười, ngày ấy là ngày vất đi. Một ngày con không vui, ngày đó con quên túi đời. Một ngày con vui cười, ngày đó cả một trời vui. Một ngày con vui tươi, ngày đó ôi thật tuyệt vời. Gọi Nhật Nam Chua có cái câu này hay nè. Vợ con đi lễ nhưng con không hay đi vì vào lễ đầu con không tập trung được. Hay đó, con, cái anh này trả lời hay đó. Mỗi lần con ăn cơm con có tập trung không con? Con có tập trung ăn cơm không? Hay là con cũng chỉ cứ nuốt vô thôi? Tập trung là tốt, nhưng mà nếu con không tập trung con vẫn ăn mà, phải không? Vậy từ nay trở đi con đừng ăn nữa nhé. Khi mà con không tập trung thì cha xin con đừng ăn nhé. Ok, gọi Nhật Nam Chua. Đó là câu trả lời của cha. Ái Nguyễn, dạ thưa cha, xin cha làm một video về dạy ý nghĩa của thánh lễ cho chúng con hiểu về thánh lễ hơn. Dạ Ái Nguyễn, cha sẽ làm, nhưng mà hiện giờ trên mạng đã có rất nhiều rồi, con lên đó con coi đi nhá, nó rất là nhiều trên đó rồi. À, Thủy Lê, con chào cha, con không muốn chồng con cùng con luôn muốn chồng con cùng nghe bài giảng, nhưng anh không bao giờ chịu nghe, còn bó tay nhiều lần, thưa cha con nên làm sao? À, cha đặt câu hỏi, trở về là câu hỏi. Trước khi con lấy chồng con có vậy không? Ông có chịu lắng nghe không? Hay là trước đó con cũng không, con với ông yêu thương nhau rồi chẳng bao giờ đi nghe giảng ngay này nọ hết, rồi tự nhiên giờ con đổi ý, con đi nghe giảng làm thánh thiện thì ông kia cũng quen vậy rồi, thì bây giờ phải cầu nguyện từ từ thôi. Còn nếu hồi trước kia ông làm mà giờ ông không làm thì tôi lúc cha đặt câu hỏi tại sao? Rồi mình phải đi tìm cái lý do tại sao nhá. Ừ. Ok, rồi gọi Nhật Nam Chua đó câu trả lời. Khi con ăn, con không có tập trung, vậy từ nay con đừng ăn nữa nhá, bởi vì con không có tập trung. Rồi, đó là những câu trả lời của tôi ngày hôm nay trong chương trình Sống Đạo vào tối thứ 6 ngày mùng 8 tháng 7 năm 2016, và phần thứ 3 của ngôn ngữ tình yêu về phần quality time dành cho nhau. Xin các bạn, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Tôi Linh Mục Martino Nguyễn Bá Thông. Các bạn có thể gửi những câu hỏi về chương trình Sống Đạo @songdao.us. Bạn nào đánh lên giùm tôi songdao@songdao.us và tôi sẽ lần lượt trả lời, và tôi sẽ làm một số video. Tôi sẽ tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục live vào tối thứ 6, nhưng sau đó từ tuần này tuần tới tôi sẽ đưa lên trên mạng để có một cuộc survey là xem các bạn muốn tôi làm vào tối thứ 6 bên Mỹ là sáng thứ 7 Việt Nam, hay tối thứ 7 bên Mỹ và sáng chủ nhật ở Việt Nam. Cái nào nhiều thì tôi sẽ chọn cái đó. Giống như tôi nói là tại sao nó quan trọng, là bởi vì khi các bạn làm như vậy, các bạn có thể đặt câu hỏi và tôi có thể trả lời. Trúc Giang, một người nam đã ly dị vợ và muốn kết hôn với một người có đạo thì có được không cha? Về coi lại những cái video trước của cha làm, cha đã trả lời rồi nha Trúc Giang nhá. Đừng hỏi lại những gì cha đã trả lời. Con tập coi lại những video trước của cha. Rồi, tạ ơn Chúa, cảm ơn nhau và xin chúc mọi người một giấc ngủ bình an và một ngày rất an lành trong tình yêu thương của Thiên Chúa. Và xin cho mọi sự chúng ta làm để làm sáng danh Chúa và cứu rỗi linh hồn của mỗi người chúng ta, nhân dân cha và con và thánh thần. Amen. Tạ ơn Chúa, cảm ơn nhau.